xin chào tất cả các bạn đã trở lại với livestream của DK Eyebrow and Beauty. Thì hôm nay chúng ta lại đang có mặt tại số địa chỉ số 61 Nguyễn Công Trứ. Và trước ống kính máy quay là một chị khách rất là xinh đẹp vừa thực hiện phun môi xong tại DK. Thì chúng ta hãy cùng trò chuyện và làm quen với chị nhé. Dạ em chào chị ạ. Vâng, chị có thể giới thiệu cho các bạn đang xem livestream được biết mình tên là gì và đến từ đâu được không chị? Mình tên là Hoa nhé. Mình ở Hà Nội thôi. Dạ vâng. Thế thì lý do gì mà chị Hoa lại biết đến DK chị nhỉ? Trước đây thì chị gái mình có làm ở đây và hiểu rất hài lòng với dịch vụ bên mình ấy. Thì lúc mà kiểu mình thấy màu môi của chị lên rất là xinh, thế là mình có tham hỏi chị xem là chị đã làm ở đâu thì chị giới thiệu mình đến DK. Dạ là mình đã có nhìn được cái sản phẩm trước đó rồi đúng không chị? Và mình khi mình bước đến DK là mình đã hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng cũng như dịch vụ tại DK đúng không ạ? Thì em xin phép là mời mọi người cùng nhìn qua cái đôi môi của chị Hoa trước khi đến với DK nhá. Thì các bạn cùng nhìn xem, thì đây là đôi môi của chị Hoa trước khi đến với DK. Thì khuôn môi của chị Hoa là cái khuôn môi vốn là rất là xinh rồi, nhưng mà bởi vì môi của chị là có tình trạng là thâm khá là nặng ở cái viền môi như các bạn có thể thấy đây đó. Sau khi đến DK thì chuyên gia đã xử lý cho chị đôi môi của chị, xử khử thâm hoàn toàn và đã vào màu cho chị luôn. Thì như chúng ta có thể thấy là đôi môi của chị Hoa sau khi thực hiện phun môi tại DK thì đôi môi trở nên căng mọng hơn này, không hề có dấu hiệu sưng nề mà hoàn toàn là căng mọng này đó. Màu môi cũng hoàn toàn là trong trẻo và thời thượng. Thì chị có thể cho các bạn đang xem livestream được biết là cái cảm nhận của mình khi trong cái quá trình làm môi như thế nào được không ạ? Cũng không biết là có phải là do cơ địa không ấy, mà mình lại hơi đau cái nhiều, nhưng mà chuyên gia nào cho mình thì rất tận tâm luôn, cứ hay hỏi han xem mình có đau hay như thế nào thì hỏi liên tục ấy, để còn điều chỉnh và kiểu hình như là thêm tê cho mình. Thế chứ là mình khá hài lòng với kiểu cách phục vụ bên bạn. Có nghĩa là trong cái quá trình làm thì chuyên gia chăm sóc và quan tâm mình rất là tỉ mỉ cẩn thận đúng không ạ? Và gọi là có thể là làm xua tan đi cái nỗi lo của mình đúng không chị? Nhưng nếu mà đánh giá về cái chất lượng và dịch vụ thì chị đã hoàn toàn hài lòng rồi. Thì chị đã nhìn qua cái sản phẩm của mình thì chị có ưng về cái sản phẩm môi hiện tại của mình không chị? Mình có. Thế thì nếu mà bây giờ có một cái lời nhắn nhủ cho các bạn đang xem livestream thì chị muốn nhắn nhủ gì cho các bạn không ạ? Các bạn hãy tin tưởng và đến DK nhá, tại vì dịch vụ ở đây rất là tốt luôn và các bạn chăm sóc cũng rất là nhiệt tình, tư vấn cho mình cũng rất là nhiệt tình trước và sau khi đến tận sau khi làm xong rồi. Nói chung là sự nhiệt tình từ đầu đến cuối nó vẫn như thế, mình cực kỳ hài lòng với DK. Dạ vâng, đấy như các bạn có thể nghe chị Hoa vừa chia sẻ là tại DK thì về chất lượng và dịch vụ đều được đặt lên hàng đầu, từ trước sau cho đến sau khi mà thực hiện thì mình hoàn toàn yên tâm nhé. Và đặc biệt là tại DK thì cái chế độ bảo hành hiện tại đang là tốt nhất, bảo hành lên đến 6 tháng và không giới hạn số lần dặm. Bởi vậy là nếu mà chị em nào muốn có một đôi môi xinh hơn, tự tin hơn để không còn phải lỗi lo mỗi sáng thức dậy với đôi môi nhợt nhạt thì hãy đến DK để làm đẹp và sở hữu cho mình một đôi môi tươi tắn chị, tươi tắn ạ. Thì nếu mà các bạn có thắc mắc hay là có bất kể một cái câu hỏi nào thì có thể comment ở phía dưới video hoặc là gửi cái thắc mắc về fanpage để có thể được tư vấn và được hỗ trợ tốt nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem livestream ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những livestream tiếp theo. Dạ, em chào chị ạ.